Chào các bạn, anh Phương anh đã trồng xong cái cốt phôi này. Đây là cái cốt phôi mà anh ấy phá từ cái gốc của ngày hôm trước. Thì hôm nay anh ấy đang làm hoàn thiện và tôi sang tôi quay. Tôi giải thích cho các bạn về các cái phần anh làm cũng như cái phần định hướng về sau. Đây, cái phần này là cái phần mặt trước của cây. Hiện tại bây giờ cái phần còn lại thực tế của nó, nếu mà tính từ dưới mặt bệ lên lên trên này thì tôi nghĩ nó rơi tầm khoảng 26-27 phân thôi, khá là cao so với cái tổng thể mà lúc nhìn khi mà nó vẫn còn đang xung quanh là bệ rễ to thì mình nhìn nó không hình dung được ra là sau khi bóc là cái cốt nó còn được như này. Bề ngang ở dưới vanh dưới cái vùng chân bệ nó cũng phải được tầm khoảng 30 đó. Thì các cái vùng mà ở dưới chân đây anh bóc thì nó như này, để bố trí cái chân bệ khá đều. Đó. Thì ở đây thì là tôi thấy là cái phần bóc nó có những cái vùng rất chi là hay, nhất là cái vùng mà anh ấy bóc để định hình cái mặt trước này. Mặt trước thì ở đây nó có cái khu mầm ở đây, khu mầm này với cái khu này đó, với cái mặt anh bóc thì nó ra như này. Mới đầu ấy, thì tôi lại cứ nghĩ là khi anh bóc cái vùng này này là ra cái vùng tiếp thân, về sau tay một làm đây chuyển sang đây tiếp thân với tay hai lấy ở vùng này đó, nên anh vét như này. Thế nhưng mà thực ra không phải, bởi vì là khi làm thì anh cũng tính đây là cái mặt này, cái mặt này nó cũng còn khá rộng. Cái mặt này nếu giả sử từ đây đến đây nó phải còn tầm khoảng 12-13 cm ấy. Thế nhưng cái vùng này này, cái vùng từ đây đến đây á thì nó còn phải tầm khoảng 17-18 cm. Đó. Thế đâm ra là đây, tôi để cái hướng này các bạn nhìn được cái chiều cao. Đấy, thế thì là anh mới tính cái hướng là cái vùng này này. Đây. Mầm ngủ có nhìn còn nhiều. Khả năng đâm mầm sẽ bật mầm ở đây sẽ rất tốt. Đấy. Thì đâm ra anh ấy chuyển đi. Về sau là tay một, tay chốt một ở đây. Có thể chính cái mầm này luôn, hoặc là một số các mầm khác quanh quanh đây, đợi chọn mầm sau. Sang cái vùng này là tay hai. Đó, cái vùng chuyển thân các thứ về sau, các cái tay đỡ ngọn của ngọn, nếu mà làm hai tay một ngọn ấy, nó sẽ ở từ cái vùng này đi lên. Đó. Thế lên ở cái chỗ này ấy, anh ấy vét ở chỗ này tạo cái vùng côn ở cái vùng cổ là một, với hai là tạo cái vùng chuyển và vét ở cái chỗ này. Cái chỗ này nghiễm nhiên là thêm được cái vùng mà như kiểu chốt một của cái điểm giật đầu tiên, chốt đầu tiên của tay ấy. Đó, tận dụng luôn cái chỗ này đấy, cũng đấy là một cái hay đó. Đấy, tôi thấy là cái bóc cái cốt này gian bây giờ như này là thành công. Nó thành một cái cốt trực khá là trầy trưởng hang hốc. Nhiều điểm khó. Đây, bạn nhìn. Cứ các cái vùng này đến nuôi được khoảng tầm 2 năm nữa nó vén sẹo được thì cái cốt này là khá là đẹp. Cốt
thần thái cổ thụ. Nếu mà giả sử như là anh em nào mà thích chơi dòng bonsai mini dạng cây trực thì cái cốt này rất phù hợp. Chiều cao hiện tại bây giờ nó chỉ tầm 27-28 đến cái vai này. Thì nếu giả sử như mà nếu làm hoàn thiện tay cạnh, tôi nghĩ cùng lắm nó chỉ lên được khoảng tầm ba mấy thôi. Phủ bì quả phúc ấy. Thế thôi. Thế mà trong khi là cái phần chân bệ nó cũng phải rơi vào tầm khoảng cũng có khi cũng phải tầm 27-28 ấy. Có nghĩa là cái chiều từ bên này sang bên này ứng với chiều cao từ đây đến đây này, nó tương đương nhau. Nó tương đương nhau. Thế nhưng mà nó khá côn nha. Đây các bạn nhìn này. Nó có chiều sâu lắm, tại vì là khi anh bóc ra thì có những cái vùng rễ anh bóc hết, nhưng có một cái vùng rễ anh chỉ chặt để tạo dáng cũng như ngắt bớt một phần cái dinh dưỡng. Đây ví dụ như cái vùng này này. Đấy. Ngắt bớt một phần dinh dưỡng để tạo hình thôi. Đây, như cái này thì anh chặt gần hết, bớt lại ở phía trong. Đó. Như cái này thì móc để tạo chiều sâu. Chỗ này thì là đục bóc đứt hẳn các vùng rễ ở phía dưới này ra để lộ ra cái vùng này là vùng thân. Để cho nó côn phần cổ. Phần phía trên của thân cây ạ. Đó. Nói chung cái thành quả hơn một ngày làm đây. Đó. Đây các bạn nhìn cái mặt trước ấy. Được hai luôn, luôn hai cái xuất phát điểm của hai tay, một tay hai luôn. Đó. Cái vùng về sau tiếp thân với cổ ngọn ăn là vùng này đi lên hay đó. Đó. Clip cũng đã dài. Nếu bạn quan tâm đến cốt này cũng như muốn giao lưu về cây cảnh nghệ thuật, mời các bạn đến chỗ vườn anh Tuấn Thầy Chùa ở Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm về trầm hương thì mời các bạn đến showroom chúng tôi, Trầm Hương Hoàng Gia ở Nội Am, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội, hoặc tham khảo trên sản phẩm trên website hojita.com hoặc gia hanoi.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Xin chào.